Em xin kính chào cô chú anh chị em nha. Hôm nay em có một bầy heo này là khoảng 13 kg nha, trung bình là khoảng 13 kg, là em muốn ra là khoảng 1,2 triệu nha. Thì cô chú anh chị em nào có nhu cầu mua heo nuôi á thì cứ liên hệ với em. Heo này là heo ba máu nha, con của CB nha. Thì heo em là lúc nào cũng có chứ á, trong chuồng lúc nào cũng có heo hết chứ á. Heo mới đẻ, heo tách bầy, heo mười mấy 20 kg cũng có nữa. Hiện tại em ở Ninh Phước, Ninh Hòa, Hồng Dân, Bạc Liêu nha. Heo em có con cũng sắp đẻ nó rồi, cô chú liên hệ là lúc nào cũng có heo hết. Thì theo cô chú anh chị em mình chốt nhanh hay chậm thôi. Thời điểm này thì giá heo là 1,2 triệu là hợp lý nha. Cái này qua tới tầm tháng 3 đến tháng 5 là heo có thể lên là 6 triệu đến 7 triệu nha. Và lúc đó là heo con là có thể là 1,5 triệu đến 1,7 triệu cô chú anh chị em mới mua được nha. Ở đây heo em có đủ mọi lứa tuổi hết á. Đây nái em đáp ứng đủ cô chú anh chị nuôi heo con nha. Em khoảng 15 nái nha. Đây là bầy heo thịt để bán Tết. Bầy heo này là tầm 75 đến 85 kg nha. Trong video mình thấy nó nhỏ vậy thôi, chứ ở ngoài nó bự lắm. Tại cái điện thoại quay là thấy con heo nó nhỏ đó. Heo của em đẻ rất sai nha, và dao động là tầm 11 đến 15 con nha. Cái này là tính bình quân thôi, chứ mấy con nái giống CB là 17 18 con không á.